được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bò bò là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sẽ buôn nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cho tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát an tiếng mồm, để rồi đây bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong ngày đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca, đất con Việt Nam đi. Em thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu đầy tự hào thiêng liêng qua ca khúc Lá Cờ, một sáng tác của ca sĩ Tạ Quang Thắng do các bạn thiếu nhi phường Bến Thủy thể hiện. Các em ạ, quốc kỳ đó chính là biểu tượng thiêng liêng của mỗi quốc gia, và Việt Nam, quốc kỳ đó chính là lá cờ đỏ sao vàng mà chị Thanh Long đang cầm trên tay đây. Đây là một lá cờ ở tỷ lệ thu nhỏ, mỗi quốc gia sẽ có một quốc kỳ khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận biết được quốc gia khi nhìn thấy quốc kỳ của họ. Bởi vậy mà có câu nói, bạn hãy cho tôi nhìn thấy quốc kỳ của nước bạn, tôi sẽ nói bạn đến từ đâu. Và khi lá cờ trở thành chủ đề trong âm nhạc thì rất nhiều các nhạc sĩ đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình để viết nên những giai điệu tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc. Trong đó có ca khúc Lá Cờ của ca sĩ Tạ Quang Thắng, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều này trong chương trình Thiếu Nhi Ăn ngày hôm nay các em nhé. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam đã gắn liền với những năm tháng đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc ta. Đây là quốc kỳ của đất nước Việt Nam hiện nay. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp vào tháng 11 năm 1940. Lá cờ có nền đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời của linh hồn dân tộc Việt Nam. Năm cánh sao là sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp đồng bào bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh, chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Khi sáng tác những ca khúc về lá cờ Tổ quốc, những người nhạc sĩ cũng luôn dành những giai điệu đẹp đẽ nhất, trân trọng nhất. Đó là những ca khúc Tiếng chuông và ngọn cờ của nhạc sĩ Phạm Tuyên hay Lá cờ đảng của nhạc sĩ Văn An. Và nhiều ca khúc ý nghĩa khác. Trong đó không thể không nói đến ca khúc Lá cờ của ca sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác. Từ câu chuyện có thật của bố mẹ mình, ca sĩ Tạ Quang Thắng đã viết lên ca khúc Lá cờ với cảm xúc chân thật, ngôn từ dung dị nhất. Tác giả ca khúc cũng từng chia sẻ rằng đây là ca khúc giúp anh cất lên những suy nghĩ về lòng yêu nước của những con người trẻ tuổi, có thể chưa nồng nàn bằng thế hệ cha ông đã từng trải qua một thời oanh liệt, song cũng đủ để trân trọng, nâng niu những giá trị của thế hệ đi trước. Và để mỗi khi cất lên tiếng hát về lá cờ đỏ sao vàng, mỗi người trẻ lại thấy tự hào hai tiếng Việt Nam. Ca khúc Lá cờ cũng là tiếng lòng, là tình cảm và suy nghĩ của các thế hệ sau đối với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Bởi thế mà ca khúc được yêu mến, được lan tỏa trong cuộc sống. Mỗi thứ hai hàng tuần em được trao cờ ở trường. Em được làm lễ trao cờ ở trường, và mỗi khi em trao cờ ở trường thì em thấy lễ đó rất là trang nghiêm. Và qua những câu chuyện lịch sử của dân tộc thì em rất tôn trọng lịch sử của dân tộc ta. Và qua những câu chuyện đó em biết về sự hy sinh của các anh hùng dân tộc. Và vì thế em rất cảm ơn những người đã hy sinh để có sự hòa bình cho đất nước ngày nay. Thể hiện ca khúc Lá cờ thì em cảm thấy rất là tự hào và rất là bồi hồi. Và đồng thời cũng rất là cảm ơn thế hệ những người đi trước đã cho chúng em được một nền hòa bình độc lập như hôm nay. Và đồng thời em cũng cảm thấy rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi được nhìn thấy lá cờ Việt Nam của dân tộc Việt Nam được tung bay trên các đấu trường quốc tế. Lời bài hát là giống suy nghĩ và cảm giác của em. Em cảm thấy tự hào về lá cờ Tổ quốc
Việt Nam mình. Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của Tổ quốc Việt Nam và em cảm thấy rất là tự hào khi lá cờ của Tổ quốc mình xuất hiện tại nhiều đấu trường quốc tế trên thế giới về trí tuệ và thể thao. Và em cảm thấy mình cũng phải cố gắng thêm để cho lá cờ của Tổ quốc của mình xuất hiện tại nhiều đấu trường quốc tế hơn. Mình cần phải cố gắng để giúp cho đất nước phát triển hơn. Các em thân mến, dù ở bất cứ nơi đâu, khi chúng ta nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay thì chúng ta biết rằng ở đó có đồng bào, có tổ quốc mình. Và bao giờ cũng thế, lá cờ luôn là niềm tự hào của dân tộc, mà khi nhìn vào đó chúng ta có thể thấy cả quá trình vĩ đại của đất nước mình. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa để tô thắm thêm lá cờ của tổ quốc mình các em nhé. Và phần cuối trong chương trình Thiếu Nhi Ngăn ngày hôm nay, chị xin mời các em cùng thưởng thức trọn vẹn MV ca khúc Lá Cờ do ca sĩ Tạ Quang Thắng sáng tác với sự thể hiện của các bạn thiếu nhi ở phường Bến Thủy. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sẽ buôn nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cho tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát ai tiếng mồm để rồi đây bước trên con đường đời. Dù bao gian khó trong ngày đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Con Việt Nam đi. Trong những câu chuyện của cha tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bỏ bỏ là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sẽ buôn nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát. Con tim ngân lên tiếng ca.
tiếng hát.